Hướng dẫn cấu hình danh mục trước khi ký hợp đồng điện tử Viettel. Cấu hình trước khi sử dụng dịch vụ, admin của chủ thể ký kết thực hiện cấu hình các thông tin dưới đây trước khi sử dụng. 1. Thiết lập loại hợp đồng. Loại hợp đồng dùng để phân nhóm các hợp đồng của đơn vị, hỗ trợ cho tìm kiếm và cấu hình các chức năng khác trong hệ thống. Bước 1, chọn menu chính cấu hình chung loại hợp đồng, thêm mới loại hợp đồng. Bước 2, điền các thông tin sau: mã loại hợp đồng, ký hiệu mã, tên loại hợp đồng, tên dạng text, ghi chú nếu có. Cấu hình mã số hợp đồng tự động. Nếu người dùng muốn thiết lập mã hợp đồng trước, thực hiện chọn bật, tùy chọn các loại cần cấu hình như giải số, thời gian, mã loại hợp đồng, nhập liệu và chọn định dạng cho từng loại. Nếu người dùng không muốn thiết lập sẵn mã hợp đồng, chọn chế độ tắt và thực hiện điền mã hợp đồng tại menu tạo hợp đồng. Bước 3, cấu hình ký, kiểm tra số giấy tờ. Cấu hình kiểm tra không kiểm tra số giấy tờ chủ thể trong chứng thư số trùng với số giấy tờ của chủ thể tham gia ký khi các chủ thể ký bằng CA. Kiểm tra tên, cấu hình kiểm tra không kiểm tra tên chủ thể trong chứng thư số trùng với tên của chủ thể tham gia ký khi các chủ thể ký bằng CA. Kiểm tra OTP, cấu hình kiểm tra không kiểm tra số điện thoại đã thực hiện ký OTP. Số điện thoại của khách hàng cá nhân được thiết lập trong luồng ký. Ký OTP, cấu hình cho phép không cho phép khách hàng cá nhân ký hợp đồng bằng xác nhận qua OTP. Bổ trợ EKIC chỉ hiển thị khi người dùng cấu hình OTP. Cấu hình ký bổ trợ EKIC cho phương thức ký cá nhân. Bổ trợ EKIC nâng cao chỉ hiển thị khi người dùng cấu hình OTP. Cấu hình ký bổ trợ EKIC nâng cao cho phương thức ký cá nhân. Bước 4, cấu hình thông báo. Cấu hình tiến trình xử lý. Nếu người dùng muốn bật thông báo gửi SMS khi xử lý hợp đồng thì có thể chọn đối tượng gửi là khách hàng hoặc nội bộ doanh nghiệp. Nhắc xử lý hợp đồng, hệ thống tự động nhắc nhở người ký trên phê duyệt thực hiện ký. Nếu hợp đồng chưa hoàn tất, người dùng thực hiện thiết lập chu kỳ nhắc nhở xử lý. Nhắc hết hạn hợp đồng, người dùng thiết lập thời hạn và chu kỳ nhắc nhở thông minh hợp đồng sắp hết hạn về tin nhắn và mail cho chủ thể ký. Thiết lập phương thức ký. Phương thức ký là hình thức ký số mà đơn vị sử dụng để ký hợp đồng. Bước 1, chọn menu chính cấu hình chung, menu trái. Bước 2, chọn menu chức năng phương thức ký. Bước 3, click nút thêm mới. Bước 4, điền thông tin một hình thức ký click lưu. Đăng ký phương thức ký USB token. Bước 1, tại cột loại phương thức ký chọn USB token. Bước 2, click tải lên từ USB token, chọn chứng thư số cần thêm mới. Màn hình hệ thống hiện thị chứng thư số theo USB token. Bước 3, hiển thị thông tin chứng thư số đã chọn đọc thông tin điều khoản sử dụng và tích vào checkbox tôi đã đọc, nhấn lưu. Sau khi thêm thành công, chứng thư số sẽ được thêm vào phần danh sách phương thức ký. Đăng ký phương thức ký SIM CA. Bước 1, tại cột loại phương thức ký chọn SIM CA. Bước 2, tại cột số điện thoại, nhập số điện thoại chứa chứng thư số cần đăng ký. Bước 3, nhấn lấy danh sách chứng thư số, tích chọn chứng thư số cần đăng ký trong danh sách. Bước 4, đọc thông tin điều khoản sử dụng và tích chọn tôi đã đọc, nhấn lưu để thêm mới. Sau khi thêm thành công, chứng thư số sẽ được thêm vào phần danh sách phương thức ký. Đăng ký phương thức ký Cloud CA. Bước 1, tại cột loại phương thức ký chọn ký số từ xa. Bước 2, chọn nhà cung cấp dịch vụ là Viettel MySign và điền thông tin tài khoản MySign, click lấy danh sách chứng thư số. Hệ thống view ra các chứng thư số mà khách hàng đã đăng ký. Tiến hành chọn mặc định chứng thư số, sử dụng, quản lý khách hàng. Thêm mới một khách hàng. Bước 1, vào menu quản lý khách hàng hoặc danh sách khách hàng, thực hiện thêm mới. Bước 2, điền các thông tin sau: thông tin khách hàng, loại khách hàng, tên khách hàng, ngày sinh, giới tính, loại giấy tờ, sổ giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp, thông tin liên hệ, tỉnh thành phố, quận huyện, phường xã, địa chỉ, email, điện thoại, fax, thông tin thanh toán, ngân hàng, số tài khoản, chi nhánh, tệp đính kèm. Bước 3, click vào nút lưu để hoàn thành. Sau khi thêm mới khách hàng thành công, hệ thống sẽ thực hiện gửi tài khoản đăng nhập vào hệ thống cho khách hàng qua email. Thêm mới danh sách khách hàng. Bước 1, vào menu danh sách khách hàng, thực hiện thêm từ file. Bước 2, người dùng thực hiện tải file dữ liệu mẫu về. 1, điền các thông tin trong file Excel mẫu. Bước 3, sau khi hoàn thiện 1, thực hiện upload file dữ liệu lên tải. 2, thiết lập mẫu hợp đồng. Bước 1, chọn menu chính cấu hình chung, menu trái. Bước 2, chọn menu chức năng quản lý mẫu. Bước 3, thêm hợp đồng. Nếu người dùng muốn sử dụng mẫu sẵn của hệ thống, thì thực hiện click chọn tìm kiếm hợp đồng. Hệ thống sẽ view ra các hợp đồng mẫu và người dùng thực hiện tải mẫu về. Nếu người dùng sử dụng mẫu thiết kế riêng và upload lên hệ thống thì thực hiện thêm mới. Một tab thông tin chung, điền loại hợp đồng, mô tả nếu có. Hai tab thông tin file mẫu, upload file docx của khách hàng. Ba tab cấu hình thông tin trong mẫu. Cấu hình nội dung, sau khi thực hiện upload file thành công, thì hệ thống sẽ show ra các trường Merfin.
để khách hàng kiểm tra lại thông tin và có thể thực hiện thêm mới, cấu hình, trang ký. Cấu hình luồng khí của đơn vị, set up luồng khí áp dụng cho mẫu này. Quy trình ký đơn vị. Bước 1, truy cập cấu hình chung quy trình ký đơn vị thêm mới quy trình. Bước 2, điền các thông tin. Tab thông tin quy trình, điền thông tin quy trình, loại quy trình, mô tả nếu có. Tab các bên ký kết hợp đồng, người dùng thiết lập các bên tham gia ký theo thứ tự sắp xếp. Bước 3, sau khi hoàn thiện quy trình ký, người dùng thực hiện click cập nhật quy trình để hoàn tất. Danh mục chung. Bước 1, truy cập hệ thống cấu hình chung danh mục chung. Bước 2, thực hiện thêm mới danh mục cần sử dụng cho mẫu như sau. Mã danh mục không được nhập có khoảng trắng, bắt buộc nhập. Tên, nhập nội dung tên, bắt buộc nhập. Chọn giá trị tương ứng của danh mục tra, nếu có. Quản lý phòng ban chi nhánh. Để truy cập chức năng, vào menu quản lý thông tin doanh nghiệp, quản lý phòng ban chi nhánh, người dùng thực hiện điền các thông tin, mã phòng ban, phân loại, chi nhánh hoặc phòng ban, tên phòng ban, mô tả nếu có. Quản lý người dùng. Để truy cập chức năng, vào menu quản lý thông tin doanh nghiệp, người dùng, có hai cách để thêm người dùng. Cách 1, thực hiện thêm mới từng cá nhân, khách hàng điền các thông tin, email, tên đăng nhập, họ và tên, loại người dùng, số điện thoại, phòng ban. Cách 2, thực hiện import hàng loạt người dùng bằng cách thêm từ file. Tại 1, khách hàng tải file mẫu về và điền các thông tin trong file Excel sau đó import lên. 2, nhóm quyền. Để truy cập chức năng, vào menu quản lý thông tin doanh nghiệp, nhóm quyền. Tại tab phân quyền theo chức năng, thực hiện chọn quyền truy cập, sử dụng chức năng của phần mềm. Tại tab phân quyền theo dữ liệu, thực hiện hiện bật chế độ quản lý hợp đồng để lựa chọn các thông tin.